Đây đường một em rồi anh em này. Đấy, nhảy tung tung. Dạ vâng, shop Bẫy Chim TV xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn thể các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ, tốt lành. Theo cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì em gửi tới các bác cái combo để các bác đánh những con tràng nghịch các bác nhá. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái bộ sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn bác nào mà muốn xem hàng trực tiếp ấy, thì hãy kết bạn với cái số Zalo là 0971 425 733 để được xem hàng trực tiếp và được tư vấn trực tiếp các bác nhé. Thì bên nhà em giao hàng là ship hàng CD toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái bộ sản phẩm này để các bác cùng theo dõi. Thì đầu tiên là em muốn giới thiệu cho các bác cái con tràng nghịch giả mà bên nhà em đang kinh doanh các bác nhé. Thì cái con tràng nghịch giả này thì được làm từ chim thật 100%. Khi mà bắt được những con chim này về thì người ta thịt, người ta lấy toàn bộ xương, xương mấy phần thịt ra, bóc tách và cái phần da và phần lông này thì đã được tẩm ướp rất là kỹ. Và sau đó thì được nhồi keo các bác nhá, nhồi keo. Cái sản phẩm này thì nó khác với cái sản phẩm nhồi bông, là khi mà các bác dùng ấy, thì các bác yên tâm là cái độ bền của nó rất là cao và cái độ vững của nó cũng rất là, độ vững của nó cũng rất là tốt các bác nhá. Thì trong quá trình em sử dụng và em đi đánh thì em cũng rút ra được kinh nghiệm là khi mà các bác dùng con này mà các bác để khô ấy, thì các bác có thể là sử dụng 5-15 vô tư các bác nhé. Còn khi mà các bác nào mà khi đi đánh ấy, mà gặp nước mưa thì các bác về các bác dùng những cái đèn hoặc là những cái máy sấy tóc các bác xì khô đi là các bác có thể là để được lâu nhá các bác nhá. Thì cái con này cũng rất là bền nhá. Thì em cũng thử độ bền của nó đây các bác nhìn đấy. Khi mà chim mà được nhồi keo này thì các bác quăng quật vứt thoải mái, vứt thoải mái, cái độ bền của nó ok các bác nhá, vứt thoải mái này, vứt thoải mái nhá. Cái gì, cái sản phẩm này bên nhà em bán ra ngoài thị trường thì cũng rất là rẻ thôi các bác nhá, với hơn 200.000 các bác có thể sở hữu được một cái con tràng nghịch rất là đẹp mà đi đánh thì cũng rất là hiệu quả các bác nhá. Thì cái sản phẩm thứ hai mà em muốn giới thiệu với các bác là những cái bộ thòng bên nhà em đang kinh doanh các bác nhá. Thì mà khi mà em gói hàng cho khách thì em sẽ gói như thế này các bác nhá, và sẽ bỏ vào trong cái thùng cắt tông mà gửi cho đến tay khách hàng các bác nhá. Đến tay khách hàng thì đây là một cái sản phẩm mà em đã bóc ra để em giới thiệu cho các bác nhá. Thì cái bộ này, bộ thòng đánh tràng nghịch thì nó gồm 7 chân. Nó gồm 7 chân như thế này các bác nhá. 7 chân và mỗi chân 7 thòng, mỗi chân 7 thòng. Thì cái thòng này, cái cước này này là cước xe 3 các bác nhá. Cước là cước Nhật xe 3, xe thì hoàn toàn bằng tay. Cái bộ thòng này ấy, thì là có khuyên là khuyên đúc. Khuyên là khuyên đúc này các bác này. Đây là một chiếc chân thòng đấy các bác nhá. Thì cái chân thòng này thì được làm từ thép AC, một loại thép mà không bị han, không bị gì ở thời tiết nhiệt độ môi trường bình thường các bác nhá. Thì cái chân thòng này nó chiều dài rất là cao, chân thì nó là 30 cm. Thì như em giới thiệu lúc đầu ấy thì là mỗi chân thòng nó gồm 7 cái thòng. Thòng thì là khuyên đúc các bác nhá. Các bác nhìn rõ trên màn hình đây là khuyên đúc này. Khuyên đúc và cước là cước xe 3. Thì khi mà dây thòng kết nối với cả khung bằng những cái sợi dây đồng mà bên nhà em đã làm rất là đẹp và rất là chắc như thế này, sau khi nhỏ keo các bác nhé, nhỏ keo thì rất là chắc. Với bộ thòng này thì các bác có thể đi đánh, ngoài đánh tràng nghịch thì các bác có thể là tận dụng đánh được những cái con chim cun cút, hoặc là có thể là đánh được cả những con cuốc các bác nhé, tùy mục đích các bác sử dụng. Thì cái bộ thòng này thì bên nhà em cũng bán ra ngoài thị trường cũng rất là rẻ thôi, phục vụ các đam mê của các bác là chính. Thì ngoài bộ thòng này ra thì khi mà các bác đánh các bác kết hợp với những cái dòng loa điều khiển từ xa thì nó mới mang lại hiệu quả cao. Thì bên nhà em những cái dòng loa điều khiển từ xa này thì bên nhà em bán rất là nhiều, từ Q92, AT100, AT101 rồi VK898 bên nhà em là đều có các bác nhá. Thì khi mà các bác mua được những cái loa điều khiển từ xa này ra thì bên nhà em sẽ hỗ trợ các bác những file tiếng hoàn toàn miễn phí các bác nhá. Khi các bác mua các bác đánh tràng nghịch thì sẽ được hỗ trợ những file tiếng đánh tràng nghịch. Khi các bác mua đánh cuốc, đánh bìm bịp hoặc là đánh cút thì cũng được bên nhà em hỗ trợ tiếng miễn phí các bác nhá. Tiếng thì hoàn toàn là tiếng mới của năm 2021, đảm bảo các bác là khi đánh là đạt hiệu quả cao. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về những cái bộ phụ kiện mà các bác đi đánh những con tràng nghịch này đến đây là hết. Bác nào mà xem được video mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ kênh.
để tránh bỏ sót những cái video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.